Lại nữa các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệp tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên lìa bậc cực hỷ, cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên liền năm loại mắt, sáu phép thần thông, vì lìa tám thắng xứ, chính định thứ đại, mười biến xứ nên liền năm loại mắt, sáu phép thần thông.